Vào những dịp đặc biệt, các bạn muốn ăn một bữa buffet thật ngon hay chỉ đơn giản là tự thưởng cho bản thân những bữa ăn hoành tráng, luôn mong muốn rằng có những trải nghiệm thật tốt nhưng lại đắn đo về giá của một bữa buffet, thì để hôm nay Lu sẽ chia sẻ cho các bạn tip để có thể ăn buffet xịn sò nhưng mà không lo về giá. Lu thường dạo app Hot Deal để săn mua vé buffet từ các nhà hàng sang trọng cho đến các nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao. Như các bạn có thể thấy, các buffet hải sản 5 sao đều có mặt tại Hot Deal. Hôm nay thì Lu quyết định là đi ăn buffet tối tại khách sạn Nikko, và đây là điều mà Lu muốn chia sẻ với các bạn nè. Cũng với chất lượng đó, nhưng khi mua voucher trên Hot Deal thì tụi mình sẽ được tiết kiệm kha khá. Ví dụ như hai vé buffet tại khách sạn Nikko của Lu thì Lu đã tiết kiệm được gần 700.000. Nhà hàng La Brasserie nằm tại tầng 2 của khách sạn Nikko Sài Gòn, với không gian lấy tông trầm làm chủ đạo, vừa tinh tế lại không kém phần sang trọng. Tại đây rất phù hợp để các bạn có thể đi hẹn hò, hội họp bạn bè, gặp gỡ gia đình. Nikko thì trước giờ rất nổi tiếng với buffet tôm hùm và cua không giới hạn. Ngoài ra thì tại nhà hàng vừa update thêm có hàu Nhật, vẹm xanh, bào ngư, các loại ốc và còn có cả sò điệp Nhật. Tại đây còn có một quầy bếp mở để có thể xem các đầu bếp chế biến. Quầy Nhật Bản đa dạng với các loại sashimi, maki, nigiri, rồi còn có tempura kiểu Nhật và có hẳn anh chef người Nhật đứng tại quầy chế biến. Một quầy khác hấp dẫn không kém như là có gan ngỗng, bò Nhật, cá hồi, cá thịt trắng, bào ngư và ốc. Chưa hết là còn có sườn bò nướng thượng hạng và gà nướng. Tuy nhiên là quầy này thì sẽ có một trong những món đặc biệt thay đổi theo ngày nha. Bên trong sẽ còn có quầy lai tôm dùm và phở bò, một quầy pasta và còn có rất nhiều các món nóng khác. Một điểm mà Lưu rất thích là tại đây có quầy bếp mở, các chef cũng sẽ được standby sẵn và chế biến các món ăn nóng hổi khi các bạn order. Nhìn tổng thể thì các món ăn tại đây được nêm nếm rất vừa vị. Hôm Lưu đi thì có khá khá các món mới. Lưu đánh giá cao sự thay đổi các món ăn bởi vì sẽ khiến cho các thực khách cảm thấy hứng thú và có thể quay trở lại nhiều lần. Cua và tôm hùm tại nhà hàng thì có đa dạng các loại sốt, từ sốt phô mai, bơ tỏi cho đến me, sốt Singapore. Tôm và cua thì sẽ order tại bàn và đương nhiên là các bạn có thể ăn thả ga đến khi nào no thì thôi. Ngoài ra thì mọi người nhớ thử thêm sò điệp Nhật, gan ngỗng hay là hàu đúc lòng phô mai cũng rất là ok la. Thưởng thức các món mặn xong thì đương nhiên là phải thưởng thức luôn cả dessert rồi. Thật sự luôn là mỗi lần nhìn quầy dessert ở đây Lu rất là mê. Đa dạng với các loại bánh, từ bánh crepe cho đến chiffon, bánh mousse, rồi còn có chè, tàu hũ. Chưa kể là còn có trái cây theo mùa, kem các loại và còn có cả trà sữa, cà phê. Và còn có rất nhiều món mà Lu không thể nào kể hết được trong video này. Chính vì thế mà sau khi xem video này của Lu xong thì hãy lên Hot Deal sở hữu cho mình voucher với giá cực kỳ hời và hãy đến tận nơi để trải nghiệm nha. Bí kíp của Lu thì chỉ vỏn vẹn thế thôi đó. Và đây là nhà hàng La Brasserie nằm tại tầng 2 của khách sạn Hotel Nikko Sài Gòn. Thời gian diễn ra buffet sẽ từ 18 giờ cho đến 22 giờ với tất cả các ngày trong tuần. Cảm ơn mọi người đã xem video.